Theo các số liệu mới nhất mà Ngân hàng Trung ương công bố, mức vay bằng nhân dân tệ của các ngân hàng Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong năm 2014, cho thấy kinh tế Trung Quốc tương đối ổn định, bất chấp những áp lực giảm tốc gần đây. Trong tháng 12 năm 2014, các khoản vay mới của các ngân hàng Trung Quốc đạt hơn 697.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 214,9.000 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm 2013. Em Chu, biện pháp mở rộng nguồn cung bao gồm lưu thông tiền mặt và các khoản tiền gửi tăng 12,2% so với một năm trước đó, đạt 122,84.000 tỷ nhân dân tệ tính đến cuối tháng 12 năm 2014. Trong khi đó, biện pháp thu hẹp nguồn cung tiền M1 cũng bao gồm tiền mặt lưu thông và nhu cầu gửi tiền tăng 3,2% so với một năm trước đó, đạt 34,81.000 tỷ nhân dân tệ tính đến cuối tháng 12 năm 2014. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương, tổng tài trợ vốn cho toàn xã hội tăng đến mức kỷ lục, chạm mốc 16,46.000 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn năm 2013, 859,8 tỷ nhân dân tệ. Tiền gửi bằng nhân dân tệ tại các ngân hàng Trung Quốc tăng 9,48.000 tỷ nhân dân tệ trong năm 2014, giảm so với 12,56.000 tỷ nhân dân tệ trong năm 2013. Tính đến cuối tháng 12 năm 2014, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3,84.000 tỷ đô la Mỹ. Theo giám đốc bộ phận khảo sát và thống kê của Ngân hàng Trung ương, cơ cấu tín dụng của Trung Quốc năm 2014 đã được cải thiện và tín dụng khá dồi dào. Bên cạnh đó, cổ phiếu và trái phiếu vẫn ở mức 2,86.000 tỷ, cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay. Nói về các hoạt động của mình trong năm 2015, Ngân hàng Trung ương cho biết chuyển đổi và tái cơ cấu công nghiệp, đồng thời giữ cho nền kinh tế tăng trưởng chậm nhưng với chất lượng cao hơn.